Chương 13: Duyên mới. Thỉnh thoảng, Huệ ghé lại mua gà vịt, chuối, hoa quả của gia đình An, dần dần xin quen. Như lúc Huệ gửi hàng gom được tại đó, đôi khi An cũng giúp Huệ tìm mua gom được nguồn hàng trong dịp cần như các ngày lễ hội, các ngày của tổ chức này, tổ chức kia. Những lúc như thế, hai người lại có dịp gặp nhau. Tuy lời tâm sự của họ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi đi giúp nhau mua gom hàng hóa mà chưa vượt ra ngoài. Mặc dù hai người đã có những sự đồng cảm, họ vẫn còn giữ ý. An thì biết mình một đời vợ, Huệ thì biết mình là gái tha phương, lại mang một quá khứ nhiều thương tích. Thấy Huệ vừa xinh xắn lại đảm đang chăm chỉ, biết lo chuyện làm ăn nên An rất có cảm tình. Sự cần cù vượt khó của Huệ cũng chinh phục được lòng của ông bà Bình, cha mẹ của An. Có lần bà Bình nói với An: "Cần xem, cũng nên tính chuyện tương lai đi. Đức thì nói, người đi thì cũng đã 2 năm, sắp mãn tang rồi." An trầm ngâm chưa kịp trả lời thì bà tiếp: "Cần đợi gì nữa, con cũng đã 28 rồi. Nội bên nội nhà con hiếm, ông nội cũng chỉ có cha con là con trai. Cha cũng có mỗi con nói giỏi. Hãy lo đi." An chậm rãi trả lời mẹ: "Nhưng con đã nhìn ra ai đâu." Bà Bình phân trần: "Ở gần chưa thấy đám nào am hợp, ở xa cũng không có mối giường. Nhưng mẹ thấy cô Huệ này nét người cũng xinh xắn, lại được cái tính chịu thương chịu khó, không sĩ diện đua đòi như mấy đứa ở trong làng ta. Con thử nghĩ xem." An bình tĩnh nói: "Thì cũng phải để thời gian tìm hiểu chứ ạ." "Ừ, thà con nói thế, mẹ cũng tán thành là phải tìm hiểu. Nhưng nên nhớ, không phải như ở thành phố, ở nông thôn như con là luống tuổi rồi đó, chậm là thiệt lắm con ạ." "Dạ, thì cũng phải để con có cơ hội, rồi con phải xem tình ý người ta như thế nào nữa, chứ đâu phải chỉ do riêng mình quyết mà được. Thì con cứ tìm hiểu, cứ tán đi. Nếu được là mẹ sẽ cưới ngay." Được mẹ ủng hộ, An càng khởi lòng, khởi dạ, nên càng muốn giúp Huệ trong việc tìm mua hàng để được gần Huệ. Tình cảm của họ cứ thế được tăng lên theo thời gian. Biết Huệ có những biểu hiện thân thiện, biết lắng nghe, chiều An, có nét quyến luyến mong cho An được điều này, điều kia. Tuy có lúc nồng nàn nhưng chưa có vẻ cháy bỏng như tình yêu đã chín, nên An vẫn chưa dám nói lên điều gì, chỉ chờ cơ hội thuận lợi hơn để thổ lộ lòng mình, vì An biết mình là người đã qua một lần vợ. Đối với Huệ cũng không dám ước gì nhiều hơn, bởi Huệ cũng đã trải qua 2 mối tình với nhiều thương tích, nhiều sự giải trá. Khi tình yêu đã đạt đến độ chín mùi, thăng hoa mà phải gánh nỗi đau tinh thần, thì nỗi đau còn thấm sâu vào tận xương, tận tủy và tác hại đớn đau hơn thể xác bội phần. Người ta sẽ ghi lòng tạc dạ và lo sợ, cảnh giác sự vấp váp tương tự. Đối với Huệ, ngoài sự đau đớn về tinh thần, cô còn gánh chịu luôn cả về thể xác, mất nhiều thứ, mất tình yêu, mất con, mất sức khỏe, mất tuổi xuân, mất danh dự, mất công lao, tiền bạc và mất cơ hội để được sống danh phận con người. Vì thế, Huệ từ tốn hơn, chín chắn hơn, với cái nhìn của người từng nếm trải, từng mơ mộng để rồi phải đắng cay thất bại. Nên Huệ rút ra cái nhìn thực tế, Huệ cho rằng người như An là được rồi. Nhưng nước cạn lớn nhất giữa hai người đó vẫn là sự khác biệt về tôn giáo. Huệ hiểu rất rõ điều này từ những khi gắn bó với Toàn. An cũng là con trai trưởng duy nhất của gia đình, đó là người có bổn phận phải lập bàn thờ gia tiên, rước hồn cha mẹ ông bà về thờ cúng. Nếu An còn có anh em trai thì còn có người khác thay lo việc cúng dỗ, nhưng An là con trai một nên không có ai thay thế. Bởi vậy An khó theo đạo. Nhưng An khác Toàn ở chỗ An cư xử minh bạch rõ ràng chứ không che giấu như Toàn. Nhiều lần, theo kinh nghiệm, An cảm nhận được những rung động thật sự của Huệ, nên phần nào cũng thấy lòng mình tự tin. An cho rằng đã đến lúc có thể nói được nên,
An tỏ ra như muốn nói lời cầu mong của mình với Huệ. Huệ nhìn An, ý nói với anh rằng vấn đề này như một bức tường cao, một dòng sông rộng không thể vượt qua, chứ không phải như các tình yêu khác. Vì Huệ biết những khó khăn của An cũng như những khó khăn của Huệ. Ngẫm nghĩ một lúc, Huệ nói: Anh đã biết em là người theo đạo Công giáo chưa? Anh biết, nhưng đạo cấm lấy người bên lương hả em? Đạo không cấm. Thế em hỏi có ý gì? Vì em muốn lấy nhau có lễ cưới ở nhà thờ. Như vậy phải là người Công giáo mới có lễ cưới ở nhà thờ hả em? Lễ cưới hay là phép hôn phối như cách gọi của bên đạo chỉ thực hiện cho hai người khi họ đều là Công giáo. Thì lấy nhau không có lễ cưới ở nhà thờ cũng được chứ em. Miễn là hai bên đều tốt, yêu thương nhau là được. Hình thức chỉ là phụ, mà bên lương có gì xấu đâu. Đạo nào cũng dạy con người làm điều thiện, tránh điều ác cả. Đã đành bên nào cũng tốt, nhưng anh không theo đạo nên anh không hiểu được đâu. Đức tin người Công giáo xác tín rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người, phải thờ phượng Chúa mới được sống đời hạnh phúc. Ngoài ra, đón nhận phép hôn phối còn được Chúa chúc phúc và những ơn ích từ phép bí tích. Vì thế em muốn có lễ cưới ở nhà thờ. An đem chuyện nói với ông bà Bình. Họ đều không chấp nhận cho An theo đạo. Từ hôm trao đổi với Huệ về, An buồn không muốn đi đâu cả. Lòng nặng như chì với bao thắc mắc trong tâm trí. Ma lực nào của bên đạo mà có sức giữ chặt tâm hồn Huệ như thế? Anh không theo đạo, anh không hiểu được đâu. Lời Huệ văng vẳng bên tai, đúng là mình không theo đạo, không hiểu được thật. Tại sao Huệ không từ bỏ niềm tin của Huệ? Niềm tin kiên định quá. Rồi An lại nghĩ, nhưng mình cũng có chịu từ bỏ quan điểm của mình đâu. An cảm thấy choáng váng mù mịt như người ra giữa biển khơi, người đi trong rừng rộng, không biết phương hướng nào, không hiểu đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái thật, là giả. Chỉ có một điều An yêu Huệ là thật vô cùng. Phần Huệ cũng không tránh khỏi những băn khoăn, thao thức. Nhưng Huệ đã từng gặp trường hợp tương tự như trước đây, nên không đến nỗi sầu thảm. Nhưng vẫn có nhiều nghĩ ngợi vẩn vơ. Huệ tự hỏi, sao số phận của mình cứ gặp nhiều éo le như vậy? Đã bao lần yêu, mà lần nào cũng lên thác xuống gền. Không gặp trục trặc này cũng gặp chướng ngại khác. Lại còn những nỗi oan khiên như trường hợp bác sĩ Đô, đạo chủ quán chứ đâu được suôn sẻ như Nga. Huệ liên tưởng đến cuộc sống của Nga, người bạn chí thân của Huệ mà thèm. Cuộc đời Nga nhiều may mắn, Nga vào đây trước Huệ, công việc cứ trôi chảy rất đều. Bây giờ Nga lại có người yêu, anh ấy là Hạnh, có đạo ở xóm dưới. Gia đình Hạnh có nền tảng đạo đức và danh giá. Anh trai Hạnh làm đinh mục, chị gái đi tu dòng, Hạnh ra trường y, đang làm việc tại bệnh viện tuyến huyện nhà. Trong dịp tháng 5 năm ngoái, giáo xứ Tập Dân Khoa kính Đức Mẹ có sư linh về hướng dẫn giúp các bạn tập đội hình. Nga cũng xin gia nhập. Khi còn ở nhà, Nga vốn là người điều hành các lần dân khoa của giáo xứ, nên khi thấy phong cách của Nga, sư linh rất thích. Qua đó, Hạnh làm quen được với Nga. Biết Nga có học ngành y, có bằng y tá điều dưỡng, nhưng vì gia đình không có tiền và cũng không biết cửa chạy, nên bỏ đi làm lao động tự do. Hai người đã rất thân mật với nhau, Hạnh đã xin Nga về Bắc để ra mắt gia đình Nga, nhưng Nga chưa thuận. Nhớ đến Nga, Huệ nảy ra một ý định. Lần trước, Nga đã trao đổi những kinh nghiệm, Huệ còn nhớ lắm, nay chia sẻ với Nga để xem Nga góp ý thế nào. Hôm đi lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời, Huệ đem việc riêng ra trao đổi với Nga. Nga góp ý, cậu không phải ra nông nổi gì trong tình yêu như thế này nữa. Bài học về toàn còn trước mắt đó, nào đã xa xôi gì đâu. Tất nhiên, mình bây giờ không có chuyện như ngày xưa nữa, mà An cũng không phải là toàn thứ hai. Anh không có máu sở khanh như toàn, trải qua một lần rồi. Giờ anh muốn xây dựng lại thật sự đứng đắn, muốn minh bạch quan điểm, không che đậy. Mình trân trọng tính cách này của An. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vẻ nghiêm nghị, Nga ôn tồn. Thử thách lớn nhất trong đời là sự sống chung mà phải chấp nhận khác quan điểm,
đó chính là gánh nặng. Còn khác niềm tin nữa thì sự tổn thương không biết đâu mà lường. Nét mặt Huệ trùng xuống, chìm trong suy tư. Huệ nói, mình thật sự nan giải, không biết phải tính như thế nào. Cậu nên tìm một linh mục nào đó có tầm rồi xin được tư vấn. Một linh mục có tầm ư? Huệ nghĩ bụng, mình là người mới đến, biết ai là linh mục có tầm. Thôi, mình sẽ gặp linh mục gần đây cho tiện. Huệ chọn một linh mục bằng cách thông qua tòa giải tội. Huệ thưa với cha, thưa cha, con yêu một người ngoại giáo, con muốn được cha tư vấn. Xin cha cho con được gặp cha vào một thời điểm nào đó ngoài tòa giải tội ạ. Linh mục ngồi tòa trên lịch hẹn và dặn Huệ nhớ đúng ngày giờ vì cha còn nhiều việc. Theo đúng hẹn, Huệ đến và được đón tiếp. Lần đầu tiên gặp linh mục mà lại là linh mục lạ ở một vùng xa để nói về vấn đề hệ trọng nhất của đời mình. Trong đó ẩn chứa nhiều điều sâu kín, nhạy cảm nên Huệ không khỏi hồi hộp. Vị linh mục tuổi trẻ ngoài 50, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Ngài có đôi mắt với nhãn quan hiền diệu chứa đựng ánh nhìn đầy vẻ thân thương. Người ngồi trước mặt ngài là Huệ, một cô gái được hẹn nên ngài đã dự đoán được trong thâm tâm cô đang bị những luồng tư tưởng trái chiều xung đột mãnh liệt, nên ngài phải thật dịu dàng, điềm đạm, mến thương để cô có thể xem là chỗ dựa tinh thần. Để cô dễ bề tâm sự, cha rót cốc nước mời Huệ rồi thong thả vào đây. Có gì con cứ nói với cha, những gì trong phạm vi hiểu biết và quyền hạn của cha, cha sẽ giúp con. Huệ dạ một tiếng lễ phép, rồi nói với giọng ôn tồn nhẹ nhàng như trải lòng mình ra trước vị linh mục. Huệ kể cho ngài nghe nhiều lắm. Sau khi nghe Huệ bộc bạch tâm sự và những suy nghĩ, những đắn đo, lo lắng trước nhiều vấn đề, vị linh mục chia sẻ, con đã là người trưởng thành, đã học qua giáo lý tiền hôn nhân, những điều cơ bản của giáo lý chắc con đã nắm vững. Cha chỉ lưu ý cho con thêm một số điều. Trong hôn nhân giữa hai người, càng có nhiều điểm tương đồng bao nhiêu thì càng có thể có nhiều hạnh phúc bấy nhiêu và ngược lại. Trong các yếu tố thì yếu tố tương đồng về niềm tin tôn giáo là cực kỳ quan trọng. Niềm tin tôn giáo ấy sẽ định hướng và chi phối các hoạt động trong cuộc đời. Vì thế, nếu không có sự đồng thuận thì sẽ sinh ra sự chèo chống nhau. Đó là bất hạnh hết sức lớn lao, phải rất chú ý đến điểm này. Cha dừng lại một lúc nhưng muốn xem trạng thái của Huệ. Huệ ngước mắt nhìn cha, thành khẩn hỏi, cái điều này quan trọng đến thế thôi cha, cha cho con một ví dụ để con hiểu được không ạ? Cha tiếp, ví dụ hôm nay con đi lễ, đó là niềm tin chi phối buộc. Con gác lại mọi công việc để đi lễ cho được. Con phải đi nhưng chồng con không đi và có thể không cho con đi vì không bị niềm tin chi phối. Và có khi buộc con yêu cầu con đi làm việc khác để có thu nhập. Đây là sự chống chế lẫn nhau và sẽ sinh hậu quả không như ý nhau. Hay khi con cần chi một khoản tài chính nào đó phục vụ cho niềm tin mà chồng con không đồng ý, mà con cho rằng đó là một sự lãng phí, một sự vô ích thì dung hòa làm sao đây? Dạ, con hiểu ạ. Xin cha chia sẻ tiếp. Đến vấn đề luân lý sự sống chẳng hạn, con không muốn phá thai vì đức tin chi phối buộc không được phá thai. Quyền đối với sự sống là quyền của Thiên Chúa. Nhưng chồng con thì đòi con phải phá thai vì không bị đức tin ràng buộc. Khi nghe đến đây, Huệ càng thấm thía, vì Huệ đã trải nghiệm về vấn đề này với muôn vàn nỗi đau thương. Cha uống thêm ngụm nước lấy giọng rồi tiếp tục. Đến việc nuôi dạy con cái, ta càng gặp nhiều rắc rối. Từ lúc chúng còn nhỏ xuyên suốt thời gian khôn lớn trưởng thành đều thiếu sự đồng lòng nên rất thiệt thòi cho chúng. Thưa cha, theo con nghĩ là con cái là của chung, nên ai cũng yêu thương và lo cho chúng cả chứ ạ? Đó chỉ là về phần xác. Khi cả hai cùng lo cho chúng về vật chất như sự ăn mặc sắm xanh, còn về đời sống tinh thần của con cái và về linh hồn của chúng thì sao? Con muốn cho chúng được gia nhập hội thánh, được làm con cái Chúa, được giữ đạo để được đổi phần hồn như chồng con không cho chúng theo đạo vì không tin và cho rằng niềm tin ấy là vô lý, là mù quáng, mê tín dị đoan.
Như vậy tình thương của con, của giáo hội, của Thiên Chúa muốn dành cho con cái mà không được thực hiện, vậy có phải là bất hạnh không? Đây chỉ là một số mặt, còn nhiều khía cạnh khác nữa con à. Nhìn nét mặt của Huệ trùng xuống, đăm chiêu, cha tồn tiếp theo. Những điều cha chia sẻ ở đây không phải là để ngăn cấm con, nhưng đó là sự thật luôn tồn tại mà chúng ta cần phải biết, phải thừa nhận. Chúa luôn dành cho ta sự tự do lựa chọn đường đi, cách đi, nhưng ta phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn ấy. Còn hãy năng cầu nguyện nhiều hơn nữa, xin Chúa soi sáng để tìm thấy ý định của Người. Người sẽ chỉ cho ta biết lời mời gọi của Người theo cách riêng. Huệ càng tâm sự với cha, càng thấy ngộ ra được nhiều điều, Huệ nói. Con cũng xin cha cầu nguyện cho con với. Cha sẽ cầu nguyện cho con, xin Chúa soi sáng để con nhận ra thánh ý Người. Khi nào con còn có thể gặp cha nữa được không? Được chứ, lúc nào cần thì con cứ báo cho ta, cha luôn sẵn sàng. Trên đường về, những dòng suy nghĩ miên man luôn xâm chiếm tâm hồn Huệ. Tại sao những cảnh ngộ éo le khó xử cứ tìm đến kiếm mình, bám theo mình như bóng với hình? Chúa ơi, con thật sự muốn nhận ra dấu chỉ của Chúa trong con. Trong cảnh ngộ này, Chúa muốn con phải làm gì đây? Con thấy mù mịt quá, con xin sẵn sàng theo ý Chúa. Xin cho con dấu chỉ để con cảm nhận được. Rồi Huệ lại nghĩ, biến làm sao bây giờ? Chia tay ư? An được sinh ra trong gia đình đương dân không có niềm tin tôn giáo thì đâu phải là tội. Tình yêu của An rất thật, đâu phải là tội. An không theo đạo vì An chưa có niềm tin, đâu phải là tội. An không chấp nhận theo đạo, không giống với bao chàng trai khác đi đạo để lấy vợ với ba que nước thánh với câu thầy khứa đồn môi trót lưỡi. Khi xong xuôi, đâu lại vào đó. Xét thế mới thấy An là người thật tâm hơn nhiều. Khi đi đến hôn nhân, liệu mình có vượt qua được khó khăn ấy không? Hay mình sẽ chìm theo sóng nước mà buông xuôi? Không thể liệu như thế được. Một suy nghĩ lóe lên trong thâm tâm Huệ. Tình yêu là sức mạnh. Vì tình yêu, không chuyện gì là không làm được. Có những việc người ngoài cuộc tưởng không ai làm được, nhưng đối với tình yêu thì có thể vượt qua. Mình phải làm sao để An yêu mình đến nỗi không thể sống thiếu mình được. Khi ấy anh sẽ chấp nhận thuận theo đạo. Nghĩ đến đây, Huệ nở một nụ cười rạng rỡ. Phải gặp An nhiều nữa, phải chinh phục An. Đây là tiêu chí mới của Huệ. An vẫn trong trạng thái băn khoăn với bao nhiêu suy nghĩ miên man. Về tình cảm của Huệ dành cho An thì chắc chắn rồi, nhưng ở mức độ nào? An tự hỏi, thường thì con gái hay chịu theo định hướng của con trai, thuyền theo lái, gái theo chồng, nhưng Huệ lại đòi mình phải theo Huệ. Chắc tình yêu ấy chưa đạt đến độ sâu nặng chín muồi. Mình phải làm sao để Huệ cảm nhận được rằng mình là duy nhất trong đời của Huệ. Thế là cả hai người đều có cùng một ý niệm, phải làm sao để tình yêu càng khăng khít hơn nữa, để ý chung nhân phải theo ý của mình. Không biết ai sẽ là người chiến thắng về đích trước trong cuộc đua thú vị này.